Xin chào, chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin được gửi niệm lành, lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách luôn luôn an vui, hòa hợp, bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng, thành công. Hôm nay công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai vừa xong được một bộ hoa lan Tây gỗ mun. Bộ này là bộ 10 món, 4 ghế, 1 đoản, 1 bàn, 4 đôn và có một chiếc kệ tivi bằng gỗ mun đục hoa hồng rất là đẹp. Kích thước của bàn là dài 1m77 và rộng 1m28, cao 61 phân. Ghế là 1m07 nhân với lại chiều sâu là 74 và cao 48 phân. Bi văng đoản là dài 2m17 và đôn là cao 62, rộng 52 và sâu 74 phân. Đây là một trong những cái bộ mà rất là đẹp của công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, được làm bằng tay. Đã giữ rất là lâu rồi mới xong được bộ bàn ghế này. Bộ bàn ghế này kê ở trong phòng khách thì rất là đẹp, đẹp sang nhưng mà lại vô cùng là giá trị. Và những người nghệ nhân làm thì rất là quý. Từng đường nét một, cẩn thận, trau chuốt. Các cái đường nét thì vô cùng là đẹp, rất là chất lượng. Mỗi khi mà sờ vào bất cứ đâu thì quý khách cũng thấy là nó rất là đẹp, nó vừa sang trọng, nó vừa lịch sự nhưng mà nó vô cùng là kỹ. Đặc biệt là chất gỗ mun của Lào. Cái gỗ này khi mà đặt để vào trong phòng nhìn nó rất là quý tộc, nó vừa sang nhưng mà nó lại vừa đẹp. Và đây là một trong những cái bộ mà vô cùng là chất lượng của công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, từ kiểu dáng đến những người nghệ nhân làm, đến thời gian làm phơi sấy thì đã ra được những cái bộ lưu y vô cùng là đẳng cấp. Nó không quá to nhưng mà cũng không nhỏ. Khi mà đặt để vào trong phòng thì nó vừa đẳng cấp nhưng nó lại vừa sang trọng, vừa đẹp nhưng mà nó rất là giá trị. Và khi mà đặt để ở trong ngôi nhà thì quý khách sẽ thấy là đây là một trong những cái sản phẩm vô cùng là tuyệt vời, tuyệt tác. Hướng Mai cũng có rất là nhiều những khách hàng có những cái ngôi nhà thật là đẹp và họ đã chọn những cái bộ bàn ghế như này để kê vào trong phòng. Và mỗi một khi mà có bất cứ vị khách nào đến thì họ cũng trầm trồ trước cái vẻ đẹp của nó, cũng như là từ màu sắc đến kiểu dáng đến vân gỗ. Và đặc biệt là những người nghệ nhân thì đã rất là trau chuốt, thả hồn vào để ra được những cái bộ bàn ghế vô cùng là đẹp, tuyệt kỹ nhưng mà lại rất là sang trọng. Mỗi khi mà ngồi vào thì thấy được là cái sự đẳng cấp cũng như là sự vip của nó, từ màu sắc đến kiểu dáng đến những người nghệ nhân đến hoa văn của bộ bàn ghế thì toát lên được một cái rất là quý tộc của Pháp Louis. Đặc biệt là với chất liệu gỗ mun, khi mà đặt để trong nhà ấy thì quý khách sẽ thấy là nó vô cùng là sang quý và vô cùng là đẹp. Từ bông hoa hồng đến tất cả các ổ lưu y hay là kiểu dáng nữa thì nó không quá là cần phải cái căn phòng thật là rộng, mà chỉ cần đặt để và thôi đã rất là đẹp rồi. Hướng Mai có những khách hàng thì họ có những cái căn phòng rất là đẹp, rất là VIP. Khi mà đặt để bộ bàn ghế với bộ bàn ăn với chiếc kệ tivi này vào thì cái phòng nó nổi bật, nó vô cùng là sang trọng nhưng nó lại rất là đẹp. Tạo cho cái căn phòng của họ nó có 102. Thường thường là khách của Hướng Mai mỗi khi mà họ kê vào nhà họ thường thường là rất là tự hào cũng như là cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà đặt để những cái sản phẩm mà đặt vào trong nhà thì nó đã rất là đẹp rồi. Nó làm cho cái căn nhà nó trở lên thật là quyền uy nhưng mà vừa quý tộc nhưng lại vừa sang trọng, mà lại không quá là cầu kỳ hoặc là lau chùi khó khăn, mà lau chùi thì rất là dễ dàng. Và với 10 món này thì quý khách có thể kê được ở trong những cái căn phòng khách khoảng độ 40-50 m² cùng với bộ bàn ăn của mình, cộng thêm những cái đồ để trang trí, ví dụ như là kệ tivi hoặc là đồng hồ hay là tủ sách, tủ rượu. Khách hàng của Hướng Mai thì có cả tủ sách, tủ rượu, kệ tivi, đồng hồ, rồi pho tượng nữa. Khi mà đặt để thì rất là đẹp, vừa sang, vừa quý tộc nhưng mà lại rất là giá trị. Và khi mà đặt để trong ngôi nhà thì mặc dù là căn phòng nó không có cần nhiều, nhưng mà cái bộ bàn ghế này nó cũng đã toát lên được một cái gì đấy rất là đẳng cấp, và nó là tạo như là một điểm nhấn ở trong ngôi nhà. Nó gần như là thể hiện được cái sự quý tộc, nhưng mà cũng là một cái sự sang trọng của những người mà đặt tâm mình để mà chọn các cái sản phẩm, để khi mà đặt để vào trong nhà thì cảm thấy đây là một trong những cái đồ mà không có một cái gì có thể thay thế được, vừa sang trọng vừa lịch sự với vân của nó, như núi như sông, như mây như nước. Và đặc biệt là cái chất màu muôn này, nó vừa đen vừa xanh vừa vân, sờ vào thì mát lạnh và ngồi thì cảm giác rất là dễ chịu. Mùa đông thì ấm và mùa hè thì rất là mát. Hiện tại thì Hướng Mai đang không có cho đặt đệm vào, nhưng mà kể cả là không có đệm thì ngồi nó vẫn rất là dễ chịu và hết sức là thoải mái. Mà ngồi thì cái thế ngồi cảm thấy rất là dễ chịu, trang nghiêm, nhưng mà nó lại hết sức là thoải mái. Lưng thì nó nâng thẳng và nó tạo cho một cái thế ngồi rất là thong dong tự tại. Và đây là một trong những cái sản phẩm mà Nui quý tộc có thể nói là nhất của công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Sau cái bộ mà Nui đặc nguyên tấm thì đây là một trong những bộ mà được khách hàng vô cùng là yêu quý để mà chọn lựa đặt để vào trong cái ngôi nhà của mình. Và ngày hôm nay với một bộ bàn ghế mà sang trọng, lịch sự, đẹp đẽ như thế này, Hướng Mai xin kính chúc toàn thể gia đình luôn luôn an vui, mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng, thành công và có đầy đủ 5 điều chúc của Đức Phật: sức khỏe, sống lâu, diện mạo đẹp, thành công và trí tuệ. Tặng quý khách một chữ thọ dành cho những gia đình mà đang còn cha còn mẹ, người một đời yêu thương con cháu. Bách niên trường thọ, cháu con chúc mừng và thọ tỷ Lam Sơn. Để kính chúc toàn thể các gia đình có bố mẹ được sống lâu và có một cuộc sống thật là mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Hướng Mai xin được gửi lời biết ơn, cũng như là quý khách thấy các video của Hướng Mai hữu ích, hãy like, comment và chia sẻ. Biết ơn quý khách. Đây là một trong những sản phẩm rất là đẹp ở Hướng Mai Center 9 tầng. Quý khách cũng có thể gọi điện vào số là 0972 514 668 hoặc 0912 298 044 để được tư vấn, lựa chọn các cái sản phẩm thực sự là đẹp cho ngôi nhà của mình. Từ quý tộc đến những bộ mà sang trọng, lịch sự, mà các cái hàng nó vừa phải 6 món, hay là các gỗ khác như là gỗ hương, gỗ gụ hoặc là gỗ cẩm nai thì công ty có rất là nhiều. Nhưng mà đây là một trong những sản phẩm mà vô cùng là đẹp, cũng như là giá trị, cũng như là từ cái kiểu dáng đến cái chất liệu của nó thì vừa sang trọng vừa lịch sự, nhưng mà vẫn đảm bảo được cái độ VIP và quý tộc nhất trong tất cả các hàng Nui. Xin được trân trọng gửi lời biết ơn tới toàn thể gia đình quý khách. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào, xin cảm ơn.